Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tháng 8 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, luận tử vi của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 8 âm lịch. Ở mỗi độ Tết đến xuân về, hầu hết chúng ta đều rất tò mò về vận hạn của mình sẽ ra sao. Trong đó có tháng 8 âm lịch. Qua việc xem tử vi cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ giúp quý vị nắm được vận hạn rõ ràng. Đồng thời, qua đó có thể biết được luận giải, cát hung và những truyền thống trong văn hóa của người Việt Nam khi xem tử vi sẽ nắm bắt được vận mệnh tốt xấu của mình, các phương diện tài chính, công danh, gia đạo, sức khỏe. Qua đó mọi người sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn và tài lộc hanh thông cho tháng 8 âm lịch. Qua chương trình tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị những phương pháp hóa giải giúp cho con đường tài lộc, gia đạo được hanh thông thuận lợi. Sau đây, mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết của những người sinh năm 1960, Canh Tý trong tháng 8 âm lịch. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người sinh vào năm Canh Tý 1960, ngũ hành bản mệnh đích thượng thổ, đất trên vách. Thiên định người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm, họ cũng có nhưng không sử dụng bừa bãi. Tử vi tháng 8 năm 2021 tuổi Canh Tý theo lịch âm cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Vì thế muốn có sự đột phá thực sự e rằng khó. Trong công việc, con giáp này cần phải cố gắng để làm việc tốt hơn, chớ nên để cho tinh thần sa sút bởi những thất bại trước mắt. Công việc có lúc này, lúc khác, song nếu kiên trì, quyết tâm, sớm muộn cũng sẽ thành công. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh, giúp mọi người nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Canh Tý nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều may mắn. Canh Dương Kim gặp Đinh Âm Hỏa nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Tý cần chú ý nhiều đến vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Người Canh Tý sinh năm 1960 là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Đối với hầu hết những người Canh Tý, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang. Nếu bản mệnh là một Canh Tý tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bản mệnh đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn, tự mình kiểm tra các tài khoản. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Người tuổi Canh Tý tháng 8 âm lịch
nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, canh tí cũng cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bản mệnh nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách, không đầu tư tất cả tiền của vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Gia chủ canh tí sinh năm 1960 cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh việc tiêu tiền vung tay quá chán. Thời điểm này, bản mệnh cần tích lũy cho bản thân mình khi về già. Không ai biết cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào, cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của tuổi canh tí có thể hơi xấu, một khi bản mệnh bất cẩn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, vẫn nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu bản mệnh có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu đang đi ra nước ngoài, nên hoãn lại. Nếu mắc một số căn bệnh cũ, hãy tránh thực phẩm nhất. Nếu mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ canh tí sinh năm 1960. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Đường tình duyên tháng 8 âm lịch mệnh chủ canh tí chẳng được như ý, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được. Một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản, mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích, chứng minh tình cảm của mình, khiến tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ, người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón bản mệnh mỗi ngày. Thực sự, trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương, mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi canh tí sinh năm 1960, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão hình Dậu, hại Tuất, pha Tý, tuyệt Dần. Đối với người tuổi canh tí sinh năm 1960 tháng 8 âm lịch, cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8, từ ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8, từ ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ canh tí sinh năm 1960. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi canh tí sinh năm 1960, tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8, tức ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ canh tí nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi canh tí. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi canh tí sinh năm 1960 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.